chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Hey, anh xin về với em. Một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Quang Thiên hai họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Ừ. Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời ơi. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha, bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà em cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Dạ?
Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng, thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tả sáng trong tiết mục này. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương lúa Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, cho sẵn chớn cho chị nói luôn, chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê. Và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc, chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự, phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Em cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng hát dân ca Nam Bộ không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa. Quý vị thân mến, như vậy là người chơi thứ 8 đã lộ diện. Và bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Trước khi quay trở lại chương trình, Khanh sẽ công bố cho quý vị biết kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho các người chơi. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ơi đẹp dịu dàng. Xin chào tất cả quý vị có mặt tại sân khấu, chào mọi người.
Quá tuyệt vời thưa quý vị. Và mặc dù đây là bài hát song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Nếu như chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai mái tóc dài. Em tên gì? Em tên là Võ Nghi Bình. Nghi Bình hả? Dạ, ở đây em biết nhiều người lắm đó. Tại sao vậy? Em biết anh Thiên nè. Vậy hả? Từ hồi anh Thiên còn cho nhóm N9 nữa. Mà chắc anh Thiên không nhìn ra em đâu. Khanh em cũng diễn chung rồi. Rồi tiếp đi ạ. Chị Hải Yến rất là thân với em. Sao nói xong cái mình bị hoang mang luôn kìa. Mình bị đơ luôn anh ơi. Dạ. Không, lâu rồi, lâu rồi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Dạ. Hồi đó cách đây có thể cũng cỡ chừng mười mấy năm á. Ồ vậy hả? Wow. Nhưng mà Khanh không nghĩ là lúc này cái giọng mà pha cái chất rock của Bình càng ngày nó càng dễ. Hồi xưa sợ. Bình hát giọng nữ. À. Thế mà anh đợi em bắn nốt cao để anh bắn nốt thấp dưới, anh không thấy em bắn. Dạ. Làm anh phải bắn nốt cuối luôn. Tại beat hơi lửng lửng, em không dám bắn cao. À ok. Dạ vâng. Bây giờ Khanh mời Võ Nghi Bình chúng ta gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trước nha. Lời nói đầu tiên thì xin cho phép Nghi Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, các khán giả có mặt qua màn ảnh nhỏ và các anh chị khách mời và ban tổ chức ekip đã làm trong cái chương trình rất là tuyệt vời để cho anh em tụi em hội ngộ lại với nhau ạ. Xin chào Võ Nghi Bình. Bây giờ Nghi Bình hãy chia sẻ thêm về công việc hiện tại của Nghi Bình để cho tất cả quý vị được biết nha. Công việc hiện tại của Bình hả? Bình làm diễn viên nè, ca sĩ, có viết nhạc nữa. Nói chung là rất đa năng thưa quý vị. Đây là một tiếng hát rực lửa. Dạ, Bình hát cái giọng hát rất là khỏe khoắn, đúng là hợp chất rock đó. Em rất là hạnh phúc khi được hát chung với một người anh như anh Thiên. Ok, cảm và ơn. Và một cái bản phối cũng rất là phức tạp nữa ạ. Không biết các khách mời còn lại thấy sao? Ngày hôm nay Bình làm Miến vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì là cái phần mà Bình gần giọng cái phần cuối nó như là một cái được gọi là cái dấu son trong cái bài hát này luôn. Nó được đóng dấu hai lần. Và những cái điểm đó Yến đảm bảo là Bình sẽ được ghi điểm trong lòng khán giả. Khi mà Bình có một cái màu sắc riêng, Thiên có một cái màu sắc riêng mà khi mà chúng ta hòa hợp lại với nhau ấy, bản thân Hải Yến là cái người nghe Yến thấy rất là dễ chịu. Không biết Tuấn Nghĩa bà nghĩ gì ạ? Nếu mà Nghĩa ngồi được ngồi ở dưới này thì Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ bấm cho tiết mục này. Ngay từ đầu lúc bạn Bình bước ra khỏi cái căn phòng số 4 thì Tuấn Nghĩa đã nghĩ trong đầu, ô bạn này là hát nhạc rock, chắc chắn 100% luôn, không thể nào mà lệch được đi đâu cả. Rồi xong bạn đi xuống bạn lại hát bằng cái giọng rất là pop ballad. Mãi đến đoạn sau cùng bạn ấy mới bắt đầu là gần giọng thì bạn chuyển sang rock. Yeah. Rất là hay. Trong số 8 bài hát mà Bình đã tập trong chương trình này, yeah, thì ngoài ca khúc vừa rồi thì bạn tâm đắc nhất với ca khúc nào nữa? Dạ, Đôi Chân Trần ha. Đôi Chân Trần. Hai. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm từng quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi. Một tràng vỗ tay nữa cho tiếng hát này. Và Khanh hy vọng rằng với cái năng lượng của bạn có thể giữ bạn đến được vòng cuối cùng song đấu. Dạ, em cảm ơn. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như anh chẳng may. Nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết anh là người giữ.
sao mà cứ kêu chúng tôi không nghe hoài sao được, hay như vậy sao không nghe được, đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Khánh xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Em chào các anh, các chị ạ. Và em chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em là An Nguyễn, mọi người có thể gọi em là An ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào An Nguyễn. Nhưng mà nghe giọng hát của em không thấy An thế nào. Rất là dễ sống đúng không anh? Dạ. Yeah. Lần đầu tiên anh Thiên hát bài này luôn. Vâng. Và lại hát với nữ nữa. Vâng. Hơi khó tại vì biết sao, Thiên thấy một cô bé có một cái vóc dáng rất là đẹp. Một lần nữa anh lại may hơn lần này nữa là được một cô gái xinh đẹp mà hát cũng rất là hay, rất là nội lực nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn An rất nhiều. Anh đã chọn em. Vâng, chia sẻ của anh Quốc Thiên. Thật ra thì giọng hát của An nó không được gọi là không phải bén giống như các cái giọng mà gọi là giọng alto khác hoặc là những cái giọng soprano khác, nhưng mà cái giọng của bạn thì nó có một cái độ dày. Có cái độ dày dựng nhất định. Và khi mà chọn được cái bài hát Xem Như Em Chẳng May này ấy, cái sự tự tin của bạn ấy trước Quốc Thiên đó là có rõ ràng luôn. Và thậm chí những cái giao đãi, những cái feeling của bạn ấy nó đặt để rất là đúng chỗ. Đặt để đúng chỗ là gì? Nó không bị thừa thãi ra, làm cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu, hài hòa. Cảm ơn chị ạ. Chị Hải Yến ạ. Hôm nãy có cái nốt cao nhất của An đấy, mà An không bắn cái nốt bình thường mà An bắn một cái quãng ba trên. Anh rất là bất ngờ bởi vì em bị wow đấy. Còn lại gì cho nhớ? Nốt chuyển rất là tinh tế luôn ở cái đoạn đấy đấy. Nói về những đoạn hát cao thì chắc là phải nhờ Tuấn Nghĩa chia sẻ thêm. Bạn phiêu mà bạn phiêu tới được nên là nghe rất là đã. Mà khi mà nghe thấy An phiêu được thì anh Thiên ở bên cạnh anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng phiêu theo luôn. Cả hai người mà rất ăn ý luôn, như là một cái tiết mục mà đã được tập trước rồi. Phải chúc mừng Thiên bởi vì là ngày hôm nay em đã hỗ trợ cho bạn rất tốt. Và phải chúc mừng hai em bởi vì đã tìm thấy nhau. Đó. Hôm nay là Xem Như Anh Rất May. Đúng. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều ạ. Thân mến, và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ. Em xin chào anh MC Bạch Công Khanh và em chào chị Vân Khánh. Em xin chào khách mời ạ và các bạn ở trong trường quay hôm nay, cũng như là quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt trên đài truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Thúy Phượng. Dạ, hiện tại em đang là ca sĩ tự do. Xin chào Thúy Phượng. Ngày hôm nay hát với chị Vân Khánh mà có run không? Thật ra là em run lắm luôn á. Đã bước lên sân khấu giống như là bước lên một cuộc thi thì dĩ nhiên là ai cũng hồi hộp, ai cũng run hết. Và em ngồi ở trong em toát mồ hôi nãy giờ. Mặc dù là run nhưng tiếng hát của bạn rất ngọt ngào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Vân Khánh. Khi mà bạn cất tiếng hát, Khánh nhìn xuống ánh mắt của mọi người và thấy rằng mọi người wow, tức là cái giọng của em á, nó rất là hay mà có cái nét lạ trong đó. Và đương nhiên là trong cái quá trình hai chị em chưa từng được tập luyện, nhưng mà cũng cố gắng hỗ trợ nhau nhiều nhất có thể. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Cái tiết mục này chị Khánh, lại một lần nữa, chị rất là duyên dáng luôn. Và chị đã dìu bạn làm cho em cảm thấy là chị nên đi đóng phim đi. Em nói thật luôn á. Chị rất là trời, cái cảm giác là nếu được diễn với chị chắc thích lắm luôn á. Thôi chị ngại đóng phim lắm em ơi.
đóng phim mà chị không được mang độn về cao không? Chị ngại lắm. Chị ngại lắm. Giọng em đúng là nó có cái chất lạ. Tại vì khi mà em hát á, chị nhìn qua anh Quang Hà với lại Phương á, chị nói trời ơi, cô bé này hát cái giọng giống như là răng rãng lên, nó giống như là nghe nó lạ lắm. Xong là lên nốt cao cũng hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Quang Hà chia sẻ một vài kinh nghiệm cho Thúy Phượng khi mà biểu diễn. Xin chào Thúy Phượng. Em có một giọng hát rất là đặc biệt, không cần phải đòi hỏi quá có nhiều về kỹ thuật. Thế nhưng mà hát cất tiếng một phát là người ta biết ngay rằng Thúy Phượng đang hát. Thì đó là cái ưu điểm cực kỳ lớn của một người nghệ sĩ khi mà mình có một tố chất rất đặc biệt và rất riêng biệt. Chúc mừng Thúy Phượng. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà và các khách mời còn lại. Và chúng ta cũng chúc cho Thúy Phượng nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật cao để cô ấy có cơ hội bước vào vàng song đấu. Bây giờ sẽ là vài phút giải lao trước khi chúng ta quay trở lại chương trình. Ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi. Mười giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi, nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại, các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang ra xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn. Em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc và em xin tiết lộ thông tin với mọi người. Em cũng là một nhạc công, em chơi organ trong phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó. Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi, anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, dạ. Em biết không, nó quá nhiều thứ, nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì, mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào, trời ơi, cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn á. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau bật ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như thế này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa. Anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Cảm ơn Quốc Thiên. Yeah. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Thank you.
say. Muôn trời ân ái, mình hãy sống một đời dài dàng. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này. Cho hết đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lỗi, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cứ thế trong đây, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một chiếc hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở để mê ngây ngơ. Ngọt đôi môi cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một người. Dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếm, vẫn yêu một mình em thôi. Chuyện tâm khó dữ.
Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ, đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ, rất là hạnh phúc. Tại vì Khanh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà, bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó, là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. À, cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Dạ, đừng bạn không thể nở một nụ cũng... cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca thì rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn ấy rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi. Trong đúng số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Ồ, lên chơi đó là hợp rồi. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Trung một câu đi nào. Nhìn cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Trung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Trung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh Quang Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Và anh có ước gì hồi nãy không? Là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng song ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui rồi. Thôi, do anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đêm như những sớm mai, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh góc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến. Nép lại một xíu, và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Dạ. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình quý vị nhé. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, truyền lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả truyền lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Ôi đẹp quá.
bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí mà anh Quốc Đại lựa chọn. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và làm quen với cô gái rất là nhẹ nhàng, xinh xắn đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con xin chào bốn vị khách mời, cũng như là chú Bạch Công Khanh, cũng như là chú Quốc Đại và toàn thể mọi người đang có mặt ở đây ạ. À chú ơi, chú Bạch Công Khanh hả? Đã lâu lắm rồi, không ai gọi tôi bằng chú. Nãy giờ em hả dạ dễ sợ. Dạ con tên là Tiểu Bình, năm nay con 17 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chú thấy con bước ra, chú nói trời ơi rồi, mình làm khó cháu nó rồi. Tại vì ca khúc chuyện Ba Mùa Mưa nó cần một cái độ trải đời nhất định mới có thể hát sâu được ca khúc này, thì chú rất là lo. Nhưng mà khi con hát, chú thấy con rung, nhưng mà khi mà con hát lên thì chú nói ồ, chú chưa biết con bao nhiêu tuổi nhưng mà nhìn mặt con rất là nhỏ luôn. Yeah. Thành ra mà con hát được như vậy thì chú cảm thấy là sau cái game show này thì mình phải chú ý thêm cái giọng ca này nữa. Yeah. Và nếu mà con cần tới chú thì chú sẽ hỗ trợ con. Wow. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Chú cảm thấy là con hát bằng trái tim chứ không có phải dùng kỹ thuật gì cả. Đây là một cái điều bất ngờ. Và chú cảm thấy là trước chú Đại thì con vẫn chứng minh khả năng của con là một người có thể truyền tải được cái thông điệp của bài hát này rất là sâu lắng, rất dễ thương. Con sẽ là một ca sĩ nổi tiếng trong nay mai, tại vì con hội tụ nhiều yếu tố lắm. Cái dốc dáng của con rất là xinh đẹp. Mà hơn nữa cô Ngân Quỳnh thấy đâu đó con sẽ là một ca sĩ dân ca mà rất là thuần khiết luôn, trong trẻo luôn. Xin cảm ơn. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, che đi lượng quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân, che đi lượng từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng, đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Ôi thời gian, hãy quên đi nơi chân công kinh, cha đi giữa rừng nắng ơi. Ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trắng.
rừng hoang vu. Linh cha gọi nắng hình, ôi tóc bạc tựa trăng soi. Cả cuộc đời và cả một đời vua. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của một người đàn ông rất ấn tượng. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Dạ lời đầu tiên cho anh Giang xin gửi lời chào đến các anh em nghệ sĩ khách mời và các bạn khán giả tại trường quay và cũng như là trên TV, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh có biết là những cái cơn sóng ngầm trước khi nó đến thì nó như thế nào không anh? Trời yên, biển lặng, đấy chính là anh ở những cái câu đầu tiên. Sau đó thì nó mới là những cái cơn sóng rất lớn luôn, sóng như một cái cơn bão ngầm của biển ấy. Thì anh đúng như thế trong cái bài hát này luôn. Em nói mà em còn sờn da gà bởi vì em chọn đúng từ quá, em nói thật luôn, em tả đúng cái từ quá. Và ngày hôm nay nha, anh có thêm một cái người rất yêu mến giọng hát của anh, đấy chính là em. Tuấn Nghĩa đã giúp anh chở câu chuyện đoạn đầu. Sau đó anh ra thì lại là mở ra một cái trang mới, một cái sự mềm mại khác với khác với Nghĩa. Thì thấy được cái trong đây nó có sự đa dạng trong cái bài hát này. Một giọng hát đã xuất phát từ đúng cái nơi mà bài hát đã ra đời. Còn một giọng hát là cũng rất là khỏe khoắn. Thì hai cái màu sắc đấy hòa hợp vào với nhau rất là ăn ý. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng anh Minh Luân cũng có cùng quan điểm với anh Quốc Thiên và chị Hải Yến đúng không ạ? Phải khen là cái đoạn phối bè nữa, hai anh phối bè rất hay. Em Minh Luân xin đứng lên để chào anh, một cái sự chào trân trọng. Trời ơi, cái rất tuyệt vời. Một cái điều mà tất cả các anh em nghệ sĩ chúng ta một khi đứng sân khấu, đương nhiên là mình sẽ làm tốt cái vai trò của mình, nhưng mà máu lửa nha, xin lỗi là mình phải học hỏi ở anh rất là nhiều. Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời. Và đây cũng là tiết mục cuối cùng sau khi chúng ta đã thấy 8 người chơi lộ diện. Trời cao thành
vương miện sang. Tại lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Thưa quý vị, và đó là ca khúc rất quen thuộc Lâu Đài Tình Ái. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh và chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên cho phép Phan Anh Quân xin được gửi tới tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe cũng như lời chào thân thương nhất. Xin chào Phan Anh Quân. Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi hát chung với Phan Anh Quân? Dạ, em thấy ở đây có quá trời lâu đài tình ái luôn. Đúng ý của em rồi đúng không? Không biết cảm giác của ba khách mời ngồi phía dưới như thế nào? Cả hai làm nên một bản tình ca rất là ngọt ngào. Mong rằng lâu đài này không xây trên cát ha. Với những cái bài hát này chúng có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và khi mà thấy một cái cặp đôi mà đẹp như thế hát, nó làm cho mình rất là sướng. Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã mang đến cho khán giả hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Tiếp theo Thành muốn nghe chia sẻ của anh Kyle. Kyle đã từng nghe bài hát này rất là nhiều rồi. Hầu như là đi đâu, đám cưới nào người ta cũng hát bài này. Quá nhiều phiên bản đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là Kyle thấy là với cái sự kết hợp của hai người, là Kyle thấy đó là một cái bài hát giống như mình được nghe lần đầu tiên á. Tại vì hai người đã ăn ý và kết hợp quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Thế còn Hoàng Bách thì sao? Thực sự đây là một cái giọng hát rất là đẹp, hát chắc chắn. Tất nhiên khi hát với Gấm thì yên tâm rồi, hai bạn hát đều rất là chắc chắn. Cho Khanh hỏi cảm xúc của Hồng Gấm và Phan Anh Quân luôn, lần đầu tiên mình hát với nhau, nó như thế nào? Em cứ nghĩ rằng là bài này thì em phải song ca với một ai đó là nam, tại vì cái tông nó quá là cao. Giọng chị Gấm thật tuyệt vời quá. Một lời làm tan nát lòng nhau.
tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa xong ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến bạn Kinh Tử Long. Anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á. Và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó. Rất khó mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc rất biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu, đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Thank you.
là nhớ nhau hoài với màn song đấu của Tiến Vương và Thanh Tú. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như các bạn chọn tiếng hát của Thanh Tú thì nhấn phím A. Nếu chọn tiếng hát của Tiến Vương, nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều với ca khúc này. Anh Long ơi, anh có chia sẻ gì không ạ? Anh nghe anh rất là thích. Bài hát này nó đã có rất rất là nhiều ca sĩ hát rồi. Và phải nói là hôm nay là Tiến Vương với lại Tú là hát rất là hay, ngọt ngào lắm. Chị Phương ơi, chị hát với Tiến Vương rồi chị lại thích giọng hát của Thanh Tú nữa, cho nên bây giờ nếu mà chọn thì khó lắm. Nên là nếu mà được á thì chắc chị nghĩ cho hai bạn đều là quá muôn luôn. Phải chi có trường hợp đó xảy ra trong mỗi tập ạ. Quý vị khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Tiến Vương và Thanh Tú là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình. 52% và 48%. Có nghĩa là ai nhận được 52% sẽ là giọng ca giành chiến thắng. Các bạn nghĩ là ai à? Thanh Tú. Bên đây Thanh Tú, cùng bên đây à? Và hãy cùng Khanh chờ đợi kết quả. Chúc mừng cho diễn viên Lê Phương, chị đã song ca với 9 giọng ca giành chiến thắng. Vui xuân qua hè tới, tay nữa thưa quý vị. Một tiếng một song ca đầu tiên rất là tuyệt vời. Và bây giờ để cho quý vị khán giả tại trường quay có những phán đoán và đưa ra quyết định chính xác nhất, Khanh sẽ mời quý vị bình chọn ngay. Tất cả quý vị khán giả sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại chỉ đóng một phần giúp cho các người chơi tỏa sáng. 10 giây của quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Lần đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các cô chú ban giám khảo, anh MC và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Khánh Linh ạ. Năm nay em 17 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Khánh Linh, một cô gái còn rất trẻ. Hôm nay anh lại gặp thêm một người cháu 17 tuổi. Anh Đại, dạ. Em có một câu hỏi cho anh. Tại vì sau khi hát xong em thấy anh hơi rơm rớm. Sao thấy khóc nè. Không biết là lý do gì. Đây là cái cảm xúc Quốc Đại mê chương trình này rồi. Bởi vì qua chương trình này thì Quốc Đại thích những cái đầu tiên. Và hôm nay với bài Phượng Buồn này thì lần đầu tiên Quốc Đại hát luôn. Và được hát với một người hậu bối mà có thể nói là Quốc Đại cảm thấy là mình và cháu đã có một sự kết nối. Có một sự kết nối rất là tốt. Bạn có cảm thấy hài lòng về phần thể hiện vừa rồi của mình không? Dạ em cảm thấy rất là hài lòng khi mà được hát với chú Quốc Đại. Thế thì so với cái lúc mà bạn tự tập ca khúc này ở nhà một mình thì nó chênh lệch như thế nào?
Lúc đầu thì em tập cái này ở nhà thì em cũng không biết là em song ca với ai. Và hôm nay mà khi mà biết được là em song ca với chú Quốc Đạt thì cái sự tự tin của em nó nhân lên 100. Đây là một cái chỗ dựa rất vững chắc đúng không? Và như Khanh đã chia sẻ rồi, các người chơi khi đến đây họ không chỉ tập một ca khúc mà họ phải tập đến 8 bài hát và không biết là mình sẽ hát bài nào và hát với ai. Đó là một cái tâm lý vô cùng hồi hộp. Anh Long Nhật nghĩ sao ạ? 17 tuổi mặc bộ đồ ngọt ngào hay quá. Và đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Và còn hãy tin rằng là chú Quốc Đại rất là mát tay. Chú Quốc Đại là một người may mắn. Hầu như nữ ca sĩ nào mà hát với chú Quốc Đại là đều nổi tiếng cả. Và chú hy vọng Khánh Linh cũng vậy. Sắp rồi đó, sắp rồi đó. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Rất yêu thương em. Có thể là Gấm sẽ đưa ra những cái lời khuyên thật tốt cho Khánh Linh. Lúc nãy là chị rất là ứng. Ta là dòng rêu lên đến trên biển, ta là chim bay vui theo tháng ngày dài, ta là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên em, cho em hơi thở, tự do yêu em cho tim tan vỡ, để rồi đêm nay trên canh gác lạnh lùng. Đêm thương nhớ một mình lẻ loi. À ơi, người yêu ơi, ra thịt nát tình nồng say. Tìm đâu em hỡi người yêu ơi, đêm nồng những lần hẹn hò. Vòng tay buông lơi, tình yêu trôi vơi nhớ người. Giọng nam ca anh Đức Thông là giọng giọng baritone, giọng nam trung, âm vực nam trung, hát rất là hay. Anh rất là rõ chữ. Giọng anh có chất bass, chất khàn khàn, nó chắc chắc và chất cao nó đủ độ. Thôi chúc mừng anh. Dạ, tôi thấy anh Thông hôm nay là hát tốt hơn hôm câu lạc bộ hát sinh hoạt câu lạc bộ. Chắc anh được nghe nhiều. Anh Thông và cô Thu Vy yên tâm. Cái vòng thi này là rất đặc biệt, không phải là cặp đối đầu mà sẽ loại một người ra. Không phải, có một cặp có thể vô cùng một lúc hai người vào vòng trong chung kết. Có những cặp mà ca không được hay sẽ loại cùng lúc hai người. Anh Thông và cô Vy an tâm chưa? Xin cảm ơn cô Thường Vy và anh. Khi chia tay, anh rào trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em là siêu em, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía, biển một bên. Dẫu mai đây xa anh đến thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thầm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em và em một bên. Hiếu là một trong những thí sinh nhỏ nhắn xinh xắn mà nhưng mà rất là duyên, phù hợp với dòng nhạc giải trí, biểu diễn vừa hát vừa diễn, cho nên hôm nay rất là thoải mái khi biểu diễn tiết mục này. Nhưng mà nếu mà muốn ăn thua, chọn một dạng bài khác có cao trào một chút xíu, có độ cao độ thấp và có thêm cả độ khó nữa thì cái sự chiến thắng nó sẽ dễ dàng hơn. Còn anh chiến sĩ, hôm nay giọng em hát rất là tốt, rất là trong, và về rút kinh nghiệm là để ý kỹ, những trân trọng những cái nốt
Bài này đặc biệt những đoạn cuối, nó dịu dàng như tiếng sóng biển vỗ về. Vẫn những cái tinh thần từ vòng ngoài tới giờ, Duy hát rất là tốt, rất là tình cảm. Thật ra là đến với chương trình này á, là em cũng không có hy vọng cao lắm. Nhưng mà em muốn là để cho trưởng đoàn em á, thấy em là cũng có một ít gì đó năng lực để cho em đi học. Em chỉ cần gì thôi. Lê Bá Duy, năm nay 23 tuổi, đang công tác tại đoàn văn công quân khu 9. Đam mê ca hát, vòng sơ tuyển Duy tranh thủ 2 giờ đi chợ để đến tham gia vào chương trình. Hôm nay là em chỉ được có 2 tiếng ra đi chợ. Đi chợ chứ phải đi thi. Dạ xin đi chợ. Với mong muốn được chạm tay đến ước mơ âm nhạc và được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hy vọng sẽ có cái kết thật đẹp cho Duy về cả công việc lẫn đam mê ca hát. Rồi, cảm ơn em. Cặp song đấu tiếp theo thật là ấn tượng, Vy Trinh à. Đó là cặp song đấu của hai cô giáo với tình yêu, sự đam mê ca hát. Hai cô giáo cùng dự thi đứng tại sân khấu này để thể hiện ca khúc của mình. Cô giáo Ngọc Hân xuất thân trong gia đình truyền thống giáo viên nhưng lại rẽ sang hướng khác là buôn bán tạp hóa. Cô giáo Mỹ Nga yêu trẻ, đam mê ca hát và là mẹ đơn thân. Hôm nay, liệu sức nặng của cô giáo bán tạp hóa có lực át được giọng ca của cô giáo đơn thân? Hãy cùng theo dõi màn song đấu của họ nha. Người yêu dấu ơi, tình em đã trao anh rồi. Nỗi nhớ ngàn khơi, không cùng phong gió mưa nào ngăn lối. Người yêu dấu ơi, dù năm tháng thêm xa vời, bóng đêm tối trong lẻ loi, đơn côi cuộc đời. Giọt lệ đắng cay nhòa trên gối bao u hoài, dĩ vãng còn đây nghe thầm đau vết thương tình xưa ấy. Thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa, mãi cho đến kiếp sau tình con nghe xót xa. Nào ai có lường, ánh mắt đôi môi càng bé bằng, tình đắm tình say tình đã lỡ làng, vẫn mãi mãi yêu anh yêu vô vàn, vẫn mãi mãi yêu anh khi duyên tình trái ngang. Hay không các bạn? Hay quá em ơi. Hay không? Một tràng pháo tay nữa các bạn. Đúng là nỗi niềm thì không chừa một ai, mà đắng cay thì cũng không có từ người nào hết, tất cả đều có hết. Bỏ qua những cái phần mà nó hơi lệch nốt một chút xíu, nó không đủ chuẩn nốt thì cái cảm xúc quá là đầy, quá là tràn. Phụ nữ sinh ra là đã khổ rồi, nhưng mà phụ nữ hơn nhau ở nụ cười, mà không phải tự nhiên mà cười được đâu. Giải tỏa hết tất cả các tinh thần của mình, bởi vì xung quanh ai cũng khổ, ai cũng buồn hết. Sự hy sinh là phải có khổ, nhưng mà mình thấy cái khổ đó là hạnh phúc. Nếu mình có thiệt thòi trong cái cung phu thê, nhưng đứa con mới là quan trọng. Dạ, trước tiên thì em nghĩ mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, thì em cũng không có muốn chia sẻ vấn đề riêng tư của em nhiều lắm. Nhưng mà em muốn nói với quý vị ở đây là trước khi tham gia chương trình này, em giống như chết rồi vậy đó. Lúc nào em cũng khóc, làm việc em cũng khóc, ăn cơm cũng khóc, ru con em cũng khóc. Nhưng mà từ khi tham gia chương trình này rồi á, khi mà được gặp chị Vương Thanh, thần tượng của em á, khi mà chị nói là cuộc đời có những lúc rất là thăng trầm, và từ đó em cảm thấy là mình cần mạnh mẽ hơn nữa. Giống như là hát vui, vui hát, thay đổi cuộc đời em vậy đó. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chị. Chúng ta sống ở trên đời, ai ai cũng có nỗi buồn tả tơi. Chớ nên đau khổ bạn ơi, hãy cùng tôi hát cho vơi đêm sầu. Cái gì quá khứ đau buồn chúng ta không nên động đậy trong lòng. Tại vì không ai thương chúng ta bằng chính bản thân ta đâu.
tương lai còn phía trước. Và bây giờ chương trình hôm nay hát vui vui hát thì cô giáo đồng ý với Lý Hùng là phải quên hết tất cả và tương lai phía trước, đồng ý không ạ? À? Dạ đồng ý ạ. Đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Thưa quý vị, chương trình hát vui vui hát là một chương trình rất gần gũi, tất cả mọi người có thể tham gia. Cô thợ may, cô giáo, rồi chiến sĩ công an, chiến sĩ bộ đội, vân 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 vân. Có thí sinh rất đặc biệt. Khi nghe chương trình mở ra đó, từ rất xa nước Việt Nam chúng ta đăng ký về dự thi. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng lại định cư tại đất nước xinh đẹp có cây cầu tình khá nổi tiếng của thành phố Praha. Với hồn lãm dáng vẻ thư sinh, ngây ngô, nhưng lại sở hữu giọng ca lạ. Vẻ đẹp nam tính với giọng trầm và vẻ đẹp thư sinh giọng ca lạ, thanh và sắc ngang tài, họ sẽ chính... quên hết những bức hình ngày xưa chúng ta chụp chung. Ồ, có vụ đó nữa ha. Và chanh nhớ khi ấy những bức tranh kia chanh đã chụp với em. Ồ. Mà lâu lắm mất rồi. Thật sự đó, khi Vương Thanh là giám khảo Vương sợ, Vương Thanh sợ ai hát bài Vương Thanh lắm, không dám dòm luôn. Phải hết 1/3 bài Phương Thanh mới dòm lên xem như thế nào. Cho nên im lặng lắng nghe. Một là sẽ hát rất là tới, hai sẽ hát rất là dở. Hiểu rồi. Sợ hát hay hơn mình chứ không? Không, Phương Thanh lại muốn người khác hát hay hơn Phương Thanh. Người ta nói là nghệ sĩ có những bài hát đó là định mệnh, và định mệnh nó nằm trong số mệnh bài hát đó. Tới bây giờ Phương Thanh vẫn còn chưa lấy chồng được vì mấy cái bài hát này. Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà Lý Hùng cũng đóng phim nhiều mà tới bây giờ thấy chưa có phim nào định mệnh mà sao vẫn chưa có vợ? Tại vì Lý Hùng yêu nhiều quá chưa có lựa được ai. Chưa chắc là nha. Thiệt. Tại yêu ít lắm mà tại chưa đúng đối tượng thôi. Hồi xưa cũng có cua Việt Trinh mà Việt Trinh không có thèm. Đó. Cái này bí mật đừng có nói ra. Nói chút xíu có nghĩa là đừng bao giờ so một người khác hát với Phương Thanh. Bởi vì ngày xưa Phương Thanh bị như vậy. Em hát tốt, em hát tình cảm,
Nhưng mà để xét theo em gọi hoàn chỉnh như thế này thì em chưa hoàn chỉnh lắm. Bởi vì em không đặt em hết vào bài hát mà em cứ nhìn chị. Chính cái điều đó chị lo cho em thôi. Nhưng mà sẽ có du di cho em, bởi vì tuổi trẻ của em chưa trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống. Em hát như vậy là ổn định lắm rồi. À, thế anh á, là em lựa bài hát này là một cái bài hát mà đúng khoảng giọng của em. Trầm có, cao có, em hát rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng. Không có quá khó đối với em, và đó là một cách lựa chọn thông minh cho chất giọng của em. Nhưng chị muốn em đặt thêm một chút xíu cảm xúc vào nữa, cho cái bài hát nó tuyệt vời hơn. Với sức nặng về ngoại hình và giọng hát, thí sinh Huyền Trân với bài hát Áo Mới Cà Mau, nhạc sĩ Thanh Sơn. Lê Trường Giang với một ca khúc rất nổi tiếng, Tình Cha của ca sĩ Ngọc Sơn. Cô nàng mũm mĩm Huyền Trâm Doraemon biết ca cổ thì mới lên 5 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống về âm nhạc, sẽ so tài cùng chàng trai bán trái cây có chất giọng ấm, sáng, một cô gái mũm mĩm dễ thương với gen âm nhạc của gia đình và một chàng trai bán trái cây trên phố có cách hát bản năng. Ai sẽ chinh phục trái tim ban giám khảo và khán giả xem đài? Cuộc tranh tài bắt đầu! À, chào em hát rất là hay, giọng rất ngọt, không bắt chước Ngọc Sơn chút nào. Giọng rất là riêng ha. Có ai qua được khúc giữa mà đứng ở hồi hộp dễ sợ luôn. Chúc mừng em đã thành công với ca khúc Tình Cha. À, Lý Hùng có một cái đề nghị, Trường Giang và danh ca Ngọc Sơn sống ca bài Tình Cha. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con dưới ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Lý Hùng bật mí quý vị nha, anh Lâm Trường Giang là người bán trái cây dạo. À, chưa đâu, bây giờ tôi hỏi anh cái điều mà quan trọng là anh ăn trái cây gì mà anh ca hay vậy? Dạ, ăn trái cây gì? Xin bật nguy mí với hai vị giám khảo với khán giả là em bán cóc ổi bia ghim nhiều quá. Anh không, không bán cóc ổi bia ghim ở khu nào để chị đi mua? Hay quá, vậy kiểu này muốn ca hay phải vừa khó ăn cóc ổi bia ghim. Bia ghim chùm ruột nha. Rồi, xin là nhận xét của ca sĩ Phương Thanh. À, Phương Thanh đứng lên đi cho nó tình cảm ha. Dạ. Huyền Trâm. Dạ. Tức là khi em hát, chị thấy tất cả một bầu trời ngọt ngào và không còn để ý tới một cái nhân dáng hơi mẫm mỉm của em. Không còn để ý nữa, và em đã truyền tải được tất cả những sự ngọt ngào. Nghe nói Cà Mau, giọng nữ đó, dạ. Là pha thăng thứ, em bắt tông rất chuẩn. Quá tuyệt vời, đã Huyền Trâm làm cho muốn xỉu rồi, thì tới... Lâm Trường Giang. Lâm Trường Giang, quá dữ, hai tiết mục quá dữ để đóng ao một... Cái phần ao của một chương trình quá là tuyệt vời, đến độ mọi người phải đứng lên là vỗ tay. Cho nên sắc đẹp chỉ là tôn lên cho vẻ đẹp cuộc sống được tốt hơn, nhưng mà phần thanh sắc, phần cảm xúc con người mới là định hướng tất cả mọi hướng đi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chế. Cặp song đấu đầu tiên. Một chàng trai là nhân viên bán hàng siêu thị với giọng ca ngọt ngào và trầm ấm đức tỉnh. Chiến sĩ Trần Quang đang hoạt động trong ngành công an tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có kinh nghiệm trong các cuộc thi về âm nhạc. Màn song đấu của họ sẽ như thế nào? Chàng trai bán hàng siêu thị hay chàng chiến sĩ công an sẽ làm nên chuyện? Chúng ta hãy cùng theo dõi nha!
cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trong vắng mà thôi Thùy ơi và tình ơi như loài chim mỏi ca trên không nhọn trăm năm tôi thiềm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời trong vũng nước cuộc đời Thùy ơi và tình ơi đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau vì sao môi anh nóng vì sao tay anh lạnh vì sao thân anh run vì sao trả lời sư không? Đức Tính hát hôm nay giọng Đức Tính rất là hay. Nguyên một cái bài đó khúc Thị Du, Đức Tính hát không bị sai một chữ nào, cả về lấy hơi, về tròn vành rõ chữ. Nhưng vấn đề đi thi là một chuyện khác. Nguyên cái bài của em chưa thấy một cái đoạn cá tính dữ dội nào. Nếu là rất là tốt, rất hay, nhưng nếu để đi thi, để tập trung với mọi người nữa thì em có thể hát nốt mí hoặc nốt phá ở cuối cùng si bemol thứ hoặc là la thứ. Để hát bài này em tập trung em đánh vào cái phần cuối, giọng em lên cao dư sức với chỗ đó. Đây là một tiết mục coi như là hai người là hoàn hảo, rất là đều. Anh Quang và Tính là được anh Sơn chia sẻ một bí quyết là khi mà muốn hát tại sân khấu mà để cho khán giả và bị lôi cuốn một cách tuyệt đối thì cái phần ao rất là quan trọng, rất là ồn ào, rất là ầm ĩ, nhưng trong cái ầm ĩ phải có sự tính toán. Cho Phương Thanh dặn chút xíu Tính là nhạc lên là đặt
đã đặt tâm hồn mình vào đó thì bài hát nó sẽ hoàn hảo hơn, toàn diện hơn. Dạ em xin cảm ơn chị. Như bầy chim xa đã số lớn, thí dụ vậy đó. Nhưng đây là một góp ý, anh đã có cách hát rất hay thì anh trưng bày thêm một, anh nghe một cái triển lãm kia nó có trưng bày đồ đẹp thì anh xem rằng khi Hơi Sơn hát những cái giọng như vậy anh thấy có thể hợp với anh thì anh có thể hát theo cách của anh và trộn thêm một cái opera, cái giọng âm cổ và âm kia, âm mũi một tí xíu nhẹ nhàng tí xíu nữa. Xin cảm ơn anh đã thành công hát rất hay. Bà xã của anh ngồi phía sau nói anh ơi, vợ chồng tôi ca đó ghê không đó, mày kể tâm sự là anh ta mới mổ ruột thừa, thì bây giờ anh có thể cho ý kiến phát biểu cảm nghĩ mình cuộc thi hôm nay. Thực chất ra thì đến hôm nay lên sân khấu hát thì bụng cũng vẫn còn đau, không thể hay lấy hơi từ bụng được mà phải lấy hơi từ lồng ngực lên, cho nên là có những cái đoạn thì vẫn chưa có được như ý lắm. Hôm nay thì Trần Quang được sự đóng góp rất nhiệt tình, rất chính xác của giám khảo Ngọc Sơn và chị Phương Thanh. Thì Trần Quang sẽ rút kinh nghiệm để cái sự nghiệp ca hát của mình nó càng ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần dự thi của hai thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, cặp song đấu kế tiếp Son, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Nghĩa qua phần dự thi của thí sinh Mạc Tuấn Thanh. Và thí sinh Ngô Đức Huy với ca khúc Một Mình, sáng tác Thanh Tùng. Cầm gậy kiếm đoạn trường tất ta tất tuổi bước đi phong sương ngại ngần y cái chi chi nợ nần y thế gian si y y a y yay 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 a y yay yay a ha. Em đẹp em xinh nghe đi trôi trốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi béo dạng mây trôi chim ca tan tính tình ca lội một tin ngóng hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh, sao chẳng thấy anh. Thương quá à. Trời ơi, cho nhận xét chút xíu. Em ơi, rút kinh nghiệm, mấy mối em hát em đứng mình giùm cho chị. Đúng. Em đứng kế bên một người đàn ông thì giọng em nó rung mà nó dở đi không bằng hồi nãy, rõ ràng như vậy. Đề nghị là anh Lý Hùng là không có được vuốt ve người ta trên sân khấu như vậy. Không phải, không anh có tạo hiện, không có tạo cảm xúc một cách đột ngột như vậy, thí sinh người ta hát không có được. Ôi giời. Một đoàn rất là cân não bây giờ nhờ miền Bắc ca giọng của miền Nam. Gió lớn lay động qua bằng lăng thứ ta qua diêm kiều ơi qua mặn mà màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi, cũng như câu chuyện tình ta ngã thương. Chúc mừng chị. Bắc Nam đều rất là tài năng. Và bây giờ cái phần nhận xét mà quan trọng nhất là xin để lại cho anh Ba Ngọc Sơn. Em giống như là vùng đất phì nhiêu màu mỡ của miền Tây. Em có tố chất rất là nhiều giọng, em rất giàu nội lực và hát rất hay. Vũ Thị Dung, đúng không? Giọng ngọt ngào gì đâu, nghe rất là ngọt. Anh khuyên một điều là cái đoạn ao thì em phải hát nó có gì đó nó xuyên vô người ta hơn nữa. Giống như em chích thuốc thẳng vào người người ta, vào máu người ta. Dòng quê dãi em hát dư sức được đúng không? Giọng nam đã hát được, giọng nữ em hát hay hơn nữa, em kéo lên nữa và vuốt nhẹ hơn nữa thì bài hát nó có tăng thêm nội lực. Cảm ơn em hát rất là hay, cả hai hôm nay rất là hay đó. Xin cảm ơn phần nhận xét của hai vị giám khảo.
Kính thưa quý vị, chương trình Hát Vui Vui Hát là một chương trình thi rất là gần gũi với quần chúng. Và Việt Trinh hồi nãy giờ để ý thì thấy là ngoài sự góp ý của ban giám khảo ra, ban giám khảo còn chỉ cho thí sinh cách hát và cách luyện giọng. Và bây giờ Việt Trinh xin hò thử một câu để Ngọc Sơn với lại Phương Thanh đánh giá coi sửa đổi chút xíu để năm sau thi được không ạ? À? Được không? Được không? Được không? Sông quê nước chảy. Không phải nước chảy mà nước chảy. Chảy mà giữa luôn nước chảy. Thôi bờ. Chảy giữa luôn đi chảy. Thứ hai nữa là khi mà cái chữ ô nó dễ ngân hơn cái chữ ư. Rồi, dạ thôi thôi bây giờ tóm lại là bây giờ tóm lại là em quyết định trở lại. Em quyết định em không có thi nữa, em làm MC thôi. Một diễn viên đam mê ca hát giàu nội lực, một cô bé nhỏ nhắn giàu cảm xúc, một chất giọng khàn già diết, một chất giọng lạ cao vút. Chênh lệch về độ tuổi, chênh lệch về kinh nghiệm sống. Liệu sự chênh lệch này có quyết định thành công của việc chạm tay đến ước mơ của thí sinh? Anh yêu ơi, góc phố nơi em nọ, mùi làn thơm ngát cùng gió. Nãy giờ nhìn không ra, tưởng người lạ, cuối cùng người này quen lắm, đóng phim chung hoài. Thôi thôi, các bạn ơi, đây là diễn viên ảnh Ôn Bích Hằng. Trời ơi ha, giấu tôi ha. Nãy nói Việt Trinh rồi không, đúng ra là Lý Hùng dự thi mà Lý Hùng là người 1001 nên ra hết hồ sơ. À, cái cô này vô đăng ký trước, ủa xin lỗi, nói nhỏ coi, đăng ký người thứ mấy? Chắc khoảng thứ 4 cái năm gì đó. Thôi ôi, dữ dằn chưa, à, xin mời ban giám khảo. Nãy giờ ngồi nghe Bích Hằng hát giọng ca rất là chuyên nghiệp, professional. Rất là hay, giọng nữ alto, giọng nữ trầm nhưng mà có nội lực giống như giọng nữ của soprano. Giọng nữ cao vậy đó, có hai cái âm vực của trầm và cao và rất là mãnh liệt. Chị Hằng đã có một cái cách hát, ở đây hết mình cũng không đúng, giọng khào cũng chưa đủ mà ở chỗ là chị hát toát ra được cái cảm xúc sâu nặng để người khác có thể mà bao nhiêu cái nỗi niềm trong cuộc sống của mình có thể chạy theo dù chỉ là một nốt cao nhất của chị. Chị là một người hoàn thành mà Phương Thanh cảm giác được là rất thích khi mà phải vỗ tay cho chị. Xin cảm ơn Phương Thanh rất nhiều. Cho Phương Thanh nói về Ngọc Diễm chút xíu nha con. Con có một cái tính cách rất là mạnh mẽ, không phải yếu điệu như vậy. Những bộ đồ như vậy nó sẽ rất là xinh nhưng mà nó sẽ làm con mất cái chất đi rất là nhiều. Tại vì cô đã coi con ở vòng ngoài rồi. Hồi nãy con hát đó là những cái nốt lời đó là cô nghe được nhưng mà người ta nghe người ta sẽ thấy con bị phô. Bây giờ con hát lại cái bài Hương Ngọc Lan nãy lại đi. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao người anh tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Vòng sơ tuyển giọng con rất là tốt, cô là cũng ấn tượng tại vì giọng ai ở ngoài sơ tuyển là Phương tốt là Phương Thanh nhớ hết á, cho nên vào trong này mỗi cơ hội là rất là quan trọng, chỉ cần mà sơ hở một chút thôi là mình mất cơ hội nó phí. Đặt lên môi hôn cho anh quên đi lạnh giá. Giọng hát em là một bông hoa, bông hoa rất là đẹp, cố gắng phát triển sẽ là một cái người nổi danh, sẽ được mọi người yêu mến trong một tương lai không xa nếu đi hát và luyện tập đúng hướng. Thật ra thì anh Ngọc Sơn với lại Phương Thanh, thật ra là em Ngọc Diễm thì cũng có cái nòi đi hát đó, có nghĩa là từ thời ba cũng là ca sĩ phòng trà và thật sự bé đang gặp một cái sự cản trở của ông nội là cũng không muốn cho em nó theo nghề, cho nên là hiện tại em quá mê thích hát và đã trốn đi hát cũng có, và ngày hôm nay là em quyết định cuộc thi này và em cũng đang rất là cần sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là ông nội ủng hộ rồi, cho bây em. Bây giờ cô nói với Ngọc Diễm nè ha, bây giờ con phải hát thật tốt đã,
riêng bản thân con thật tốt đã. Vòng này là con thuyết phục ông nội con. Nếu con không thuyết phục, cô sẽ đi về nhà con xin cho con. Nhưng với điều kiện là con phải hát tốt thì cái lời nói, lời xin cô nó mới hiệu quả. Con hát không tốt, con rớt, cô xin được nào. Cô nói còn lần cuối này nha. Lên sân khấu không bao giờ được ủy mị chuyện của mình, bởi vì nghệ sĩ có một cái nhiệm vụ giải thoát dùm cái sự ủy mị của người khác. Đây là những bước đầu con phải luyện. Con phải thay đổi mình một chút xíu nữa, bởi vì có tất cả nhưng con không có tính cách cố định. Con phải vượt qua cái nỗi sợ hãi của con nữa nha. Thưa quý vị, nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu là một nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc trữ tình đặc sắc. Và tối hôm nay tại sân khấu này, một ca khúc tiêu biểu được mang tên Những Ánh Sao Đêm qua phần thể hiện của thí sinh Duy Phú. Và cùng với thí sinh Duy Phú, đó là thí sinh Phạm Phước Trung với bài hát Hát Về Cái Lúa Hôm Nay, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân. Đồng Tháp và Lâm Đồng, hai tỉnh thành có hai chàng trai kinh doanh tự do nhưng đều đam mê ca hát. Một Duy Phú có kinh nghiệm sân khấu, một Phước Trung, chàng trai bán gạo và heo quay có tinh thần và ý chí quyết tâm. Liệu hôm nay họ có chiến lược gì trên sân khấu? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca. Hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Ta mơ đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Về bạn Trung, nãy khi mà Trung hát là Phương đã có gọi dòm qua anh Ngọc Sơn, biết chắc là Ngọc Sơn sẽ thích em. Thích nhảy. Cái câu cuối cùng là lên hoành tráng là đúng ý anh Sơn, là cái cách nhả chữ của Trung cũng rất là vừa lòng anh Sơn. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Giọng em là giọng baritone bass, giọng hát rất là hay, giọng ông trầm rất là đẹp, độc đáo. Vì sao sáng, Duy Phú. Duy Phú hát lại một đoạn đến vì sao sáng tôi ngắm bao mái nhà. Xây cho nhà cao cao mãi. Ôi
xinh đẹp tổ quốc của ta. Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca. Khoan, em hát chữ ca đừng đưa cổ lên, đừng kéo cổ lên nha. Ví dụ em hát tình ca, bây thực anh hát thả nhẹ lại tình ca. Thấy không, cái sáng hơn. Em đưa lên càng kéo giãn như thế đới nó dễ bị hư. À, hôm nay sức khỏe em không được tốt anh Sơn ạ. Đừng có nói em hát hôm nay em bệnh, không ai biết được em bệnh đâu. Đừng có nói vậy. Mọi người cảm ơn anh Sơn, cảm ơn chị Thanh. Cảm ơn. Trước khi đến với kết quả vòng thi song đấu, xin mời quý vị nghỉ giải lao cho biết lát. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Em cũng mong là ban giám khảo sẽ ưu ái cho chồng em. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Nương tay chấm cho anh Thông. Ban giám khảo cho điểm thật cao. Cũng mong em mình được điểm cao. Và hiện tại trên sân khấu của chúng ta đó là 20 thí sinh vừa trải qua một cuộc thi song đấu thật là cam go và được đánh giá rất là cao của ban giám khảo. Thật sự là Lý Hùng rất hồi hộp, Lý Hùng rất là tiếc nữa. Vì 20 thí sinh thi song đấu ngày hôm nay, người nào cũng hay, người nào cũng tuyệt vời, nhưng mà tiếc lắm. Chương trình tiêu chí đưa ra chỉ chọn 10 người thôi, đành phải vậy thôi các bạn ha. Thì mời vị Trinh công bố. Lẽ ra song đấu là phải một người vô một người ra. Đằng này song đấu mà hai người cùng nắm tay nhau đi vô vòng chung kết mới dễ sợ đúng không? Cặp song đấu đó là... Đó là... Ngọc Hân! Và tiếp theo đó là Phạm Phước Trung. Và thí sinh thứ tư sẽ được bước vào vòng chung kết, Lê Bá Duy. Thí sinh thứ năm sẽ bước vào vòng chung kết, đó chính là Đỗ Thế Anh. Người nào sẽ là người bước vào vòng chung kết, đó chính là Lâm Trường Giang. Bây giờ Lý Hùng sẽ công bố người thứ bảy, đó là thí sinh Trần Quang. Người kế tiếp Lý Hùng xin được công bố thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết, Phạm Trúc Như. Đó là một tình cảm chân thật, chị chia tay em. Và còn hai người, Lý Hùng được công bố hai thí sinh cuối cùng. Thí sinh sẽ căng thẳng quá vậy. Chị Quan Họ hơi căng thẳng. Thí sinh Bích Hằng, Lê Thị Ngọc Diễm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đêm chung kết 2 của chương trình Hát Vui Vui Hát. Sau đêm chung kết 1, Tôi Là Ai, các thí sinh đã có cơ hội được thể hiện khả năng và cá tính của mình qua các ca khúc với nhiều phong cách âm nhạc rất đa dạng và phong phú. Sau đêm chung kết 1, sân khấu của Hát Vui Vui Hát sẽ nổ ra những trận chiến quyết liệt, không chỉ là phần biểu diễn của các thí sinh mà còn là sự tranh đấu giữa hai nhóm huấn luyện của ca sĩ Đông Đào và ca sĩ Hoàng Bách để mang về cho mình những giọng ca nội lực nhất. Về đội của anh chắc chắn em sẽ tỏa sáng, em sẽ thành một tài năng. Tất cả các bạn đây đều là những người có chuyên môn. Tất cả đều mọi người có một cái nét đẹp riêng cho mình đúng không? Về đội anh sẽ làm được điều đó. Những phút ngẫu hứng của ban giám khảo hay thử thách của huấn luyện viên dành cho các thí sinh. Những huấn luyện sử dụng chiêu trò nào để thu hút thí sinh tin tưởng chọn đội của mình? Về đội của con đi con. Tất cả sẽ có trong đêm thi chung kết 2 của chương trình Hát Vui Vui Hát. Bạn đã sẵn sàng chưa nào? Và chúng ta hãy cùng chào đón top 10 thí sinh của Hát Vui Vui Hát.
Ngọc Diễm, mã số 01, Phước Trung, mã số 02, Trường Giang, mã số 03, Mỹ Nga, mã số 04, Ngọc Hân, mã số 05, Thế Anh, mã số 06, Bá Duy, mã số 07, Bích Hằng, mã số 08, Trúc Như, mã số 09, Trần Quang, mã số 10. Việt Trinh xin gửi đến toàn thể quý giả có mặt tại trường quay cũng như toàn thể quý giả đang xem chương trình Hát Vui Hát trên màn ảnh nhỏ lời chào thân thương nhất. Kính thưa quý vị, chương trình Hát Vui Vui Hát dành cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi đối tượng đam mê âm nhạc trên mọi miền khắp tổ quốc. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện. Thưa quý vị, tối đêm nay chương trình Hát Vui Hát, các thí sinh đó, vô vòng chung kết 2 sẽ có sự khác biệt. Sự khác biệt thế nào? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Trong vòng chung kết 2 hôm nay, thí sinh sẽ thể hiện bản lĩnh sân khấu và giọng hát của mình qua một ca khúc tự do và chọn về với một trong hai đội huấn luyện mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Hai nhóm huấn luyện viên Huyền Hoa và Đa Sắc sẽ trổ tài thuyết phục và chiêu mộ ít nhất là 5 thí sinh về với đội của mình. Theo như bốc thăm ngẫu nhiên, sẽ có 2 thí sinh biểu diễn đầu tiên được chọn đội huấn luyện công khai. 3 thí sinh còn lại sẽ chọn bằng phiếu kín và kết quả sẽ được công bố vào đêm chung kết 3. Đây không chỉ là cuộc tranh tài của các thí sinh mà nó là cuộc chiến của huấn luyện viên. Ai sẽ thu phục được những chiến binh tốt phù hợp với đội của mình? Chúc các nhóm huấn luyện thành công! Kính thưa quý vị, như vậy là luật thi đấu của vòng chung kết 2 đã quá rõ ràng. 5 thí sinh đầu tiên sẽ chọn một bài hát và các bạn sẽ thể hiện như thế nào để thuyết phục được ban giám khảo, thuyết phục được khán giả và đặc biệt phải chinh phục được các nhóm huấn luyện. Tối đêm nay, thí sinh của chúng ta có quyền chọn đội huấn luyện viên nào mà họ yêu thích, đặc biệt họ tin tưởng để đưa họ tiến sâu vào vòng trong. Các bạn hãy chờ xem nha. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy chào đón nhóm huấn luyện viên đầu tiên, đó là đội Đa Sắc, đó chính là huấn luyện viên thanh nhạc ca sĩ Hoàng Bát, huấn luyện viên thể hình thạc sĩ Ngọc Hiên, chuyên viên trang điểm make up Hồ Khanh, và đặc biệt stylist Nhã Trúc. Nhóm huấn luyện viên đầu tiên của mình quá hấp dẫn anh Hùng ơi. Chương trình của mình công nhận sang thiệt nha. Mời một huấn luyện viên từ nước ngoài, em đoán là chắc cũng phải một cái nước nào đó nè. Đúng không? Đúng bạn... rồi, chính xác rồi. Bạn từ đâu đến? Phải. Thái Lan. Thái Lan hả? Thái Lan. Thì bạn nói tiếng Thái Lan được không? Đài. Phụng bay bên Thái bồi, phút phát xã Thái đài. Phụng bay bên Thái chịp chẹt khăn léo đó. Cảm ơn bốn thành phần của huấn luyện viên 1. Và tiếp theo Lý Hùng xin được trân trọng giới thiệu nhóm huấn luyện viên 2. Cũng có một cái tên rất là dễ thương, đó là Thuyền Hoa. Người đầu tiên Lý Hùng muốn giới thiệu đến đó là huấn luyện viên thanh nhạc ca sĩ Đông Đào, huấn luyện viên hình thể Kỳ Phương, chuyên viên trang điểm Phước Lợi, stylist Xuân Hải. Và hôm nay thì các bạn quý vị khán giả đã thấy chương trình của chúng ta rất là ấn tượng, khác những vòng trước các bạn ha. Và còn hai người chắc có lẽ là mình phải giới thiệu rất là đặc biệt của chương trình. Dạ, đó là danh ca Ngọc Sơn. Một vị giám khảo cũng rất duyên dáng dễ thương của chương trình chúng ta, một ca sĩ cũng rất nổi tiếng, đó là ca sĩ Phương Thanh. Quý vị, chúng ta dành một tràng tay thật to để chào đón tất cả thành viên của dòng chung kết 2 của chương trình Hát Vui Vui Hát. Kính thưa quý vị, các bạn, tối đêm nay tại sân khấu này của chương trình Hát Vui Vui Hát của dòng chung kết 2 thật là hấp dẫn, đặc biệt. Đây không phải là cuộc chiến của các thí sinh mà là cuộc tranh đấu của hai đội huấn luyện viên. Thưa quý vị, chắc chắn hứa hẹn cuộc tranh đấu gây cấn hấp dẫn, có thể là không khoan nhượng. Thưa quý vị các bạn, thí sinh đầu tiên của chúng ta cũng rất là đặc biệt. Mà trước khi đến gặp thí sinh đầu tiên, xin mời quý vị khán giả nghỉ giây lao ít phút, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh mình yêu thích kể từ lúc 22:30 ngày 26 tháng 3 năm 2016.
và tổng đài sẽ đóng vào thứ năm tuần tiếp theo, ngày 31 tháng 3 năm 2016. Mã số bình chọn của các thí sinh: Ngọc Diễm mã số 01, Phước Trung mã số 02, Trường Giang mã số 03, Mỹ Nga mã số 04, Ngọc Hân mã số 05, Thế Anh mã số 06, Bá Duy mã số 07, Bích Hằng mã số 08, Trúc Như mã số 09, Trần Quang mã số 10. Cú pháp bình chọn HVVH khoảng cách mã số thí sinh rồi gửi về tổng đài 8234. Nếu muốn bình chọn cho thí sinh Phước Trung mã số 02, hãy soạn HVVH khoảng cách 02 rồi gửi về tổng đài 8234. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Hát Vui Vui Hát. Thí sinh đầu tiên của chúng ta là một anh chàng xuất hiện với hai số đầu tiên với một hình ảnh rất là đặc biệt, đó là hình ảnh chú bộ đội. Và bây giờ anh được mệnh danh là chú bộ đội 2 giờ. Lý do tại sao lại có biệt danh đó? Tại vì trong cuộc thi đầu tiên, anh đã phải nói xin phép đơn vị là cho phép đi chợ 2 tiếng để là đi thi. Cho nên bây giờ Bá Duy đã có một cái biệt danh đó là chú bộ đội 2 giờ. Và ngày hôm nay Bá Duy đến với cuộc thi với bài hát Mẹ Tôi, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, với sự hỗ trợ của guitar Hoàng Long. Trèo lên dãy núi thiên thời ơi,
dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có em. Trèo lên dây nói thiên thời ơi à, mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ơi à, mẹ ơi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ơi à, mẹ ơi, mẹ về. Ba Duy đã thay đổi quá, đẹp trai quá, 360 độ, rất hiện đại, rất đẹp, rất mạnh mẽ và rất là tình cảm. Một tràng pháo tay cho Ba Duy. Thì Trinh xin phép bỏ nhỏ với ban giám khảo, với hai ban huấn luyện và tất cả khán giả có mặt ở khán phòng này, những hình ảnh mà chúng ta đã xem trên đây đó là mẹ của Bá Duy. Và theo tâm sự của Bá Duy thì mẹ của Bá Duy luôn luôn theo dõi từng bước đi của con mình. Thì Bá Duy có thể có một chút xíu chia sẻ gì đó về người mẹ với quý vị khán giả ở đây không? Dạ, mình xin nói về mẹ em là, mẹ em là một người phụ nữ rất là hiền và rất là vất vả. Công việc chính của mẹ em là làm tạp vụ cho nhà máy nhiệt điện Ô Môn. Tuy là thời gian rất là bận biểu nhưng mà mẹ em luôn là người phụ nữ dành tất cả những thời gian còn lại cho gia đình em. Yeah, cho em. Xin cảm ơn Lê Bảo Duy. Duy hát rất hay. Hôm nay phát hiện ra cái giọng ca của Duy là giọng ca baritone tenor. Nhưng nên nhớ thì phải chút xíu nữa. Mẹ ơi! Thí dụ vậy đó. Thí dụ vậy em hát phải mạnh lên, em tống ra để thể hiện cái sức mạnh của mình và giật là nhỏ lại. Đừng có ém, đừng có sợ, đừng có o ép để mà cầu cho nó ngọt mà an toàn như là Thu Băng. Nhớ điều đó. Nhưng hôm nay vậy là rất tuyệt, rất là tuyệt. Khi mà hát một bài hát về mẹ đó thì tất cả ai cũng vậy, cảm xúc rất là dâng trào và rất là đầy. Cho nên là khi mà mình hát á, nếu mà cảm xúc để đầy quá em sẽ bị nghẹn giọng. Cho nên trước gian tấu em đã bị nghẹn giọng một chút xíu. Chị nhìn em là chị mới nói với anh Sơn là hình như em khóc. Cho nên là cái giọng em nó không có đều được như là mọi khi, mà nó sẽ bị cảm xúc xen lấn vào đó, làm cho cái cảm xúc tăng lên nhưng cái giọng của em sẽ bị lệch, nó không đều để em giữ cột hơi không có được. Thứ hai nữa là khi mình hát với màn hình là khác, và khi mình hát với một băng nhạc hoặc là một cây guitar em phải hát khác. Thí dụ như hồi nãy vào đầu á, em hát với guitar không mà tự do, chưa có gì hết, thì em phải hát từ từ khoan thai. Mẹ ơi, con đã xa rồi. Em cứ tự nhiên em hát thoải mái. Tại vì đây là cái thời gian không bắt buộc đối với em. Những lúc đó để em tạo một cảm xúc khác so với lúc hát khi mà đã vào đều với nhạc. Xin chúc mừng Lê Bảo Duy. Theo bác thì Duy không cần phải làm gì cả. Những cái điều em đã thể hiện trong cái bài hát nó đã thay những cái lời mời gọi hết rồi. Vấn đề là bây giờ là em thích ai? Em thích mặt hàng này hay mặt hàng phía bên kia? Đó. Thì bá Duy là một người là để trở thành một tài năng là rất dễ. Bởi vì em đang có năng khiếu. Về đội của anh chắc chắn em sẽ tỏa sáng, em sẽ thành một tài năng. Chính xác. Bây giờ luôn để anh nói thêm cho Duy nhá. Cô gái rất xinh đẹp ngồi bên cạnh anh này sẽ tư vấn thêm cho em một chút nhã hàng thôi, cho em biết đổi của anh tài năng đến như thế nào. Hiện giờ thì Trúc thấy Bá Duy cũng đã đẹp rồi nhưng mà vẫn chưa có hoàn hảo. Ví dụ như nha, Trúc sẽ chỉ ra một khuyết điểm trên bộ trang phục của Duy đó. Đó là đôi vớ. Thường nếu như mà cái này là phải mang vớ màu đỏ đúng không em? Mang vớ màu đỏ thì hơi quá, nhưng mà nếu hơi như mang giày này á, thì thường là người ta sẽ mang vớ rất là ngắn để không thấy vớ luôn, hoặc là mang một loại vớ dài lên luôn, nó sẽ không có bị cái tình trạng là sẽ thấy một khoảng da giữa cái gấu quần và vớ. Như vậy á, nó sẽ không có đẹp và chỉnh chu. Nên em về rồi anh, là anh tặng mười đôi vớ dài tới đầu gối luôn. Bên kia nói hoa hiền quá. Nãy giờ bên kia nói nhiều quá phải không? Đào nói đi Đào. Bây giờ cô Đào chỉ nói với Bá Duy một câu thôi: ai là người phát hiện Bá Duy đầu tiên? Và ai
là người đã chấm cho Bá Duy vào vòng sơ tuyển nè. Rồi còn thì tất cả những cái bạn sẽ làm cho Bá Duy tỏa sáng, thì tất cả các bạn đây, tất cả các bạn đây đều là những người có chuyên môn và đều những người nổi tiếng lắm. Anh Kỳ Phương là về thể hình nè, rồi đấy, bạn Hồng Hải là về hình thể. Rồi thì bạn Hải là về cái trang phục cho bạn nè, rồi bạn Phước Lợi rất là trang make up rất là đẹp. Em ơi, em để ý nha, về cắt tóc giống anh Lợi là anh không thích đâu. Anh an tâm đi, em có rất là nhiều những cái bộ tóc khác nhau để có thể là Duy mỗi tuần sẽ xuất hiện với một hình thức bên ngoài rất là khác. Hồ Khanh nãy giờ thấy là các bạn cứ nói là Duy đẹp trai thay đổi hình ảnh gì đó. Duy có biết anh đăng trường không? Anh Khanh make up cho ảnh đó. Như là mình đẹp trai sẵn rồi, mình không có sợ nữa. Quan trọng là những cái người huấn luyện cho mình hát thật là tốt, càng vô trong mình hát càng tốt hơn thôi. Anh là một người thầy của rất nhiều người nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay, Ngô Kiến Huy, 365, Mia rất là nhiều, và anh là huấn luyện viên hình thể cho trường Cao đẳng Hóa học Kỹ thuật trước đây. Cho nên với cái mắt nhìn của một người nghệ sĩ, anh tin em sẽ là một người ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Nếu em về đội anh sẽ làm được điều đó. Chị góp ý cho em nè, tới cái giây phút này đã gọi là tranh đấu để giành thí sinh là ai nói cũng thấy ghê lắm. Kinh khủng lắm, ai cũng phải PR bản thân mình lên để giành thí sinh. Nhưng mà bản thân em cảm đội nào là em về đội đó, mà cảm phải cảm âm thầm bằng một ánh mắt rất là soi mói vào cho chị nha. Anh là đã từng tập với những ca sĩ mà từ chưa nổi tiếng, bây giờ những cái live show họ đều nổi tiếng hết. Em cứ an anh tâm, em hát các... vui vui hát, còn cái cô... các cô, các chú bác để anh lo. Hiền à, Hiền là chuyên huấn luyện cho các ca sĩ, và Hiền huấn luyện hay ghê, tới giờ Phương Thanh chưa nhảy được đó. Bây giờ bên mình phải thể hiện sao, có vài động tác đi cho chinh phục được Bá Duy. Đó mời. Ví dụ bây giờ Duy nói mẹ ơi đi, đó mẹ ơi. Đưa lên. Hát đi, hát thử đi, hát thử cho em. Mẹ ơi. Tập Hiền. Đó, rồi đưa vô nhẹ cái. Và cái lưng mình thẳng thẳng lên gì đó. Mấy cái động tác đó là một người ca sĩ bình thường thôi cũng diễn đạt được. Mời Kỳ Phương người biên đạo. Không, quan trọng nhất là làm cho một cái người làm nó chân chất và mộc mạc với bài hát vừa rồi. Không thể mẹ ơi làm gì được. Thực ra là cái phần trình bày của em là hoàn toàn ok vì lúc nãy, tại vì bài đó không cần nhiều, chỉ cần một chút xíu về cái vóc dáng đứng và thiếu một chút xíu giao lưu khán giả thế thôi. Như thế nào thì phải về đội mới dạy được, chứ ở đây lỗi bí mật hết, đúng không? Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Cảm ơn Kỳ Phương, cảm ơn thành viên của hai đội. Vậy bây giờ tới phần của Bá Duy nè. Đội này là đội Thuyền Hoa nè. Đội bên đây á là đội đa sắc. Mà em nghe cái tên là em thích cái tên nào trước cái đã? Dĩ nhiên là Thuyền Hoa. Em thích đa màu đa sắc. Thuyền Hoa là để chở thí sinh về đó. Một ca sĩ là phải đa dạng phong cách, đa dạng trong các bài hát. Dạ, em thích tên Thuyền Hoa. Em thích Thuyền Hoa. Nhưng mà ơi, chị ơi, em chưa mà, chưa mà. Chưa, trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mà sao? Dạ, trước hết là cảm ơn hai đội. Bình tĩnh nha em. Dạ. Quan trọng là người nào lo cho em cái đường dài để em đi đến cái đêm chung kết. Chưa mà, cô Đào nha. Cô Đào ơi, cô Đào về chỗ, cô Đào mội quá. Em đó cũng động lên tóc rồi. Thuyền Hoa, đây là nguyên chiếc Thuyền Hoa nè, đi rước về đó. Duy ơi, em cứ mạnh dạn lên. Bây giờ em nghe anh này, em phải nói hết cái lòng mình bây giờ đang suy nghĩ gì. Đào quay qua Lý Hùng mà đào không nghe bên đó đâu. Dạ, em phải tuyên bố thẳng thắn cho bên ban giám khảo. Để em bé nó nói đi, mình dành nói hết. Dạ, thứ nhất là em cảm ơn hai đội, mấy anh chị đã tin tưởng chọn em. Nhưng mà em nghĩ là... Thí sinh Bá Duy với phần trình diễn đầy cảm xúc với ca khúc Về Mẹ đến với cuộc thi trong những vòng đầu với sự lựa chọn là các ca khúc cách mạng, dòng nhạc trữ tình, Bá Duy sẽ có sự lựa chọn như thế nào? Về với đa sắc cùng người trưởng nhóm có sở trường là dòng nhạc pop, hay về Thuyền Hoa của ca sĩ Đông Đào với sở trường là dòng nhạc dân ca Nam Bộ? Nhưng mà em nghĩ là anh và Mách sẽ đưa em đi được xa hơn. Quyết định cuối cùng của thí sinh Lê Bá Duy là chọn đội 1, Hoàng Bách. Xin cảm ơn. Anh Hoàng Bách cũng đẹp trai đúng không? Cái phong cách em cũng đẹp trai giống anh Hoàng Bách đúng không? Em có thấy vậy không? Chị nhìn anh Hoàng Bách mà chị còn mê nữa đó chị em. Ủa, chị không nói sớm, trời ơi.
Thưa quý vị và các bạn, và thí sinh thứ hai của chương trình đêm nay, vòng chung kết 2 của chương trình Hát Vui Vui Hát. Trước khi giới thiệu thí sinh này, Lý Hùng xin được tâm sự một tí. Vị Trinh à, lúc hồi trẻ đó, chúng ta ai cũng trải qua thời thơ ấu. Không biết thời thơ ấu của em như thế nào, em có thể cho kể cho anh nghe và khán giả biết được không? Vị Trinh thấy thì mỗi cái giai đoạn tuổi mình đều có một cái mơ ước khác nhau. Chẳng hạn như lúc còn nhỏ đó, thì mình mơ ước là mình được một đôi guốc đẹp, một cái áo đẹp mặc mùa Tết. Rồi đến khi lớn hơn tí xíu nữa mà hơi biết yêu rồi đó, thì khoảng mười mấy tuổi mình lại mơ ước có một chàng bạch mã hoàng tử cởi một con ngựa trắng phi ngựa tới mình được. Lãng mạn được quá. Đó đúng không? Chanh như nhân cũng gật đật đầu hay sao đó. Tưởng tượng sau đó lại không được, lại vỡ mộng mà lại khóc. Không được lại khóc. Khóc xong tới trường lớn lên, chuẩn bị vô trường điện ảnh học, cái mơ ước được cưới Lý Hùng làm chồng. Rồi không được. Rồi... Có tôi nữa hả? Ví dụ này mới nghe nha. Thật sự ra thì trong tuổi thơ chúng ta đều có mỗi cái ước mơ, mỗi cái hoài bão riêng của mình. Nhưng mà đôi lúc mình không được, hoặc có những cái thử thách mình không có vượt qua được, hoặc là chưa vượt qua được, mình rất là dễ khóc, rất dễ mũi lòng. Trong các thí sinh của chúng ta cũng vậy, có một thí sinh bé nhỏ tuổi cũng có những cái ước mơ đam mê về âm nhạc, nhưng mà lại bị một cái sự cản trở về từ phía gia đình, cho nên mỗi khi đứng trên sân khấu là bạn dễ khóc. Anh Hùng đón được thí sinh nào chưa? Thì chắc có lẽ là quý vị khán giả xem chương trình thì chắc chắn một thí sinh trẻ tuổi nhất và được sự động viên rất nhiều của hai vị giám khảo cũng như là chương trình. Vị Trinh xin giới thiệu phần trình diễn của thí sinh Ngọc Diễm với ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa, sáng tác Phạm Mạnh Quỳnh. Dòng tiền đang quê hương tôi nay đang bão, gió lớn cuốn mây mây ngôi bay, nước cũng sao cao ngang đầu. Chiều nay ai mang thêm bao nhiêu lo lắng, chẳng biết sẽ có chỗ trú thân hay thức trắng với cơn mưa dài. Vội nhớ đến những ký ức đã quá xa, sông ngập lũ để cha bắt cá ngay trong sân nhà mình, còn vui khi quên gió mùa về. Ôi bao năm rồi giờ tự nhiên khóc. Ai cũng có mang thêm bao nhiêu lo lắng, chẳng biết sẽ có chú thân hay thức trắng với cơn mưa dài. Rồi khi bao bon chen ưu tư cuộc sống, ta mơ trở về ít phút thôi, tiếc những tháng năm êm đềm. Lại nhớ đến những lúc mới biết trước sau, mây đưa cuối sớm trời rất thật, mà mỗi đứa nay một nơi. Chẳng biết nghĩ đến những khi ta cười đùa, có thấy rất vui hay tránh lâu, vì chỉ còn là gì và ngồi buồn tôi à. Tôi cũng có ngày xưa, sẽ có chú thân hay thức trắng với cơn mưa dài. Lại nhớ
lại nhớ đến những lúc mới biết trước sau, mấy đứa cuối xóm chơi rất thơm, mà mỗi đứa nơi một nơi. Chẳng biết nghĩ đến những khi ta cười đùa, có thấy rất vui hay tránh lâu. Giờ tìm nơi đâu, ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa. Tôi cũng có tuổi thơ, tôi cũng có ngày xưa. Phương Thanh xin hỏi khán giả hai bên là khán giả có thấy là các bạn trẻ có thấy là Diễm tiến bộ hơn 2 tuần trước nhiều không? Về bản lĩnh sân khấu, về giọng hát và cách lựa chọn bài hát. Cái bộ trang phục này nè, nó hợp tính cách của con, cho nên con tự tin thoải mái hơn những lần trước khi mà con mặc đầm nó quá là nữ tính, hoặc là những cái đôi guốc cao gót nó không hợp với con. Cho nên khi đi trên đôi gót nó bị chông chênh thì cái hát con nó cũng bị chông chênh theo. Sự tha thiết tuổi thơ thì ai cũng có. Ai cũng có ngày xưa và ai cũng có tuổi thơ. Cho nên lựa chọn của con này hoàn toàn từ phong cách, hình thức cho tới giọng hát con rất là tốt. Mừng cho con vì con đã tiến bộ hơn 2-3 tuần trước rất là nhiều. Chúc mừng con. Cái giọng của em âm sắc rất là tốt. Chủ âm là la trưởng và nốt cao nhất là nốt lá. Nhưng mà nếu như mà có thể bắt hơn nửa tông một chút xíu nữa thì giọng có thể phát triển tốt hơn. Nói chung là hôm nay giọng hát rất là đẹp, âm sắc cực kỳ chuẩn, phát âm và không sai một nốt nào hết á. Rất là tốt. Chúng ta đang tìm những điều gì tốt hơn vì đây là cuộc thi, cố gắng phải tìm tòi mà thêm nữa. Chúc mừng đã thành công. Giọng hát của em nó còn phát triển xa lắm, tức là còn tiến bộ nhiều lắm. Giống như là anh Ba Ngọc Sơn có nói, tức là nếu như em hát bài này mà em tăng lên chừng nửa tông nữa thôi thì giọng em sẽ tỏa sáng hơn nữa. Tuy nhiên nếu mà muốn như vậy thì chúng ta phải cần huấn luyện, đúng không nào? Rồi với một cái phong cách rất là dễ thương, dù là cô chưa bao giờ cô đào tạo một học trò hát nhạc trẻ và phong cách dễ thương như vậy, nhưng mà cô cũng muốn tìm tòi đây. Nếu mà thật sự Diễm tin tưởng thì mời Diễm về đợi cô. Các bạn thấy thế nào? Diễm thì mặc bộ đồ này khá là dễ thương, nhưng mà hãy nghĩ là Diễm mang những đôi bút với lại những cái đầm như vậy thì có thể là nó hơi bị lạc tông một chút xíu. Thì nếu mà khi mà Diễm về với đội Hải thì Hải tin là Hải sẽ làm cho Diễm có thể là tỏa sáng hơn trên sân khấu nữa. Hải ơi, Hải nhầm lần trước á, là bạn y chang như Sơn nói đó, và rớt đó nha. Kỳ này đi cái đôi này nè, xong mặc cái váy này, đội cái nón này, cái này thuộc dạng là lưỡng tính trên sân khấu. Đôi khi đẹp hoàn hảo về hình thức chưa chắc là nhất đâu Sơn nhá. Cho nhà chú ý, chú mới là có kinh nghiệm 4 năm đi dài cao gót tầm 12 cm. Nên nếu như mà bạn vào đội Nha Trúc, không những Nha Trúc sẽ làm cho bạn đẹp hơn, còn Nha Trúc sẽ tập cho bạn bước vững trên những đôi giày cao gót. Bạn có thể thỏa sức vừa hát vừa đi trên những đôi giày cao gót của mình. Diễm ơi, Diễm ơi, con bình tĩnh. Ca sĩ chưa bao giờ đi 1.5 tấc tới 2 tấc lên sân khấu mà hát được, cho nên con phải bình tĩnh với hai cái nhà thiết kế thời trang này nha. Trang ơi, chị Trang ơi, là Diễm cho anh có một cảm xúc sau cái bài hát của em, gợi nhớ cho một cái kỷ niệm ngày xưa anh có một người bạn. Cũng hát giống em vậy, cũng mang đôi giày y chang như vậy đó, mà bây giờ người ta là một ngôi sao rất nổi tiếng, đó là ca sĩ Mỹ Tâm. Cái khả năng của em không cần phải nhảy múa gì nhiều hết. Rồi. Sẽ giúp cho em có một cái phần múa minh họa đẹp, là tôn vinh cái giọng hát của em. Anh ơi, Mỹ Tâm đây, phải để đây thì... đây. Mà nói đây, Mỹ Tâm đây là cái người mà trang điểm cho Mỹ Tâm. Anh thấy với cái trang phục và cái đôi giày của em như vậy, nó rất là hợp với cái lứa tuổi của em. Chỉ có cần thêm một tí xíu về cái make up một tí xíu nữa để cho nó tạo. Thì cái chuyện đó là khi mà em về với đội của bên tụi anh thì tụi anh sẽ lo được cái chuyện đó cho em. Chứ anh cũng sẵn nói với các bạn luôn là bên đội anh, các bạn đừng có nghĩ là anh Hoàng Bách hát nhạc nhẹ rồi các bạn hát dân ca hay cái gì đó là không vào bên đội tụi anh nha. Tụi anh vẫn làm được. Tại tụi anh lấy, tại sao tụi mình lấy là đa anh sắc đấy. Đúng rồi, đội mình là gì không? Là chiêu nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy. Đó. Nên là em...
bây giờ vậy nè. Em cảm ơn đội của cô Đông Đào với anh Hoàng Bách rất là nhiều. Thì hai bên thì bên đội nào em cũng muốn vào hết. Đội nào cũng tham, muốn vào hết. Hơi tham lam một chút xíu. Nhưng mà từ đầu thì em có cái suy nghĩ trước. Thì em nghĩ là em sẽ vào đội của... Hai đội này đội nào cô cũng thân hết á. Đội nào cô cũng có thể đi cửa sau để lo cho con. Chọn đội của anh Hoàng Bách. Không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi ông trời, ánh mắt làm ngơ vì đời không giống trong mơ, kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa đày, thì cớ sao gây oán thù vì danh lợi mà đau, vì kiếm tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cùng cơ. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên và hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi ông trời, ngoảnh mặt làm đời không giống trong mơ, kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa đày, thì cớ sao gây oán thù vì danh lợi mà đau, vì kiếm tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cùng có. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Các bạn ơi,
tiền. Tiền là gì? Tiền. Tiền là gì? Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người. Tiền là ham muốn của dân gian, là bao kẻ đảo điên vì tiền. Vị Trinh có đọc trên tư liệu của một nhà tư tưởng có nói là tiền là một ông chủ rất là độc ác và cũng sẽ là một người đại tớ rất là tử tế nếu như chúng ta biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Bài hát tiền này em hát rất là hay và có sáng tạo khúc cuối, đó là có tư duy. Em thấy không, em về hát khâu cuối lên mọi người ai cũng vỗ tay rầm rộ hơn những bài trước. Vì một chữ tiền mà